Mít này cũng gần già rồi nha quý bà con. Và một cái cây 2 năm rưỡi thì hiện tại gia đình đang đeo tới cây 2, 4, 6, 8. Hồi sáng không biết có cắt ở đây cái trái nào hay không. Và chẳng dịp hôm nay thì cơ tới là tham quan cũng như đi cùng với lái cắt cái vườn mít ruột đỏ này, thì không sợ hạnh xin phép được chia sẻ với quý bà con chúng ta về cái cách để mà nuôi cái trái mít ruột đỏ cho trái lớn nhanh, hay gọi là thúc trái từ hồi nhỏ luôn để cho trái lớn thiệt là nhanh nha quý bà con. Cái quan trọng nhất là sao? Phải bảo vệ được sức khỏe của cây mẹ, trái mình nó phải lớn phay phay, tròn và đều, dáng nở bề ngang và tăng trưởng chiều dọc, tròn đều, không bị tóp đầu nha quý bà con. Và cây mẹ nó cũng phải khỏe, đây là dấu hiệu của cây mẹ khỏe, bà con thấy nè, cái da nó răng răng ra, nó đang lớn lên. Và khi cây mẹ nó khỏe như vậy thì là hiện tại bây giờ Hồng Anh đang thực hiện video này là vào cuối tháng 9 nha quý bà con nha. Cắt hết lúa này và sẽ bắt đầu là có một số cái cây thì nó đang ra bông nữa. Cái quan trọng là Willow Farm có cái khả năng làm bông nối tiếp để giúp cho quý bà con chúng ta, mặc dù là mít ruột đỏ luôn nhưng vẫn có thể làm bông nối tiếp một năm hai vụ để quý bà con chúng ta được hưởng được giá cao vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Và tháng mấy nữa bà con, tháng 1, tháng 2 có thể leo qua tháng 3 âm lịch. Nếu mà làm bông mít khó quá, sản lượng ít thì có thể tới tháng 3 âm lịch vẫn còn có giá luôn nha quý bà con nha. Vậy thì bây giờ nói với mít này thì Hoàng Anh sẽ gửi quý bà con chúng ta một cái quy trình nuôi trái mít cực kỳ đơn giản. Và cái quy trình này bà con chúng ta, sản phẩm này bà con chúng ta có thể là nuôi luôn cái bông mít luôn cũng được nha quý bà con, để cho con chúng ta không bị rối rắm, mọi thứ nó đơn giản và xài liên tục ở trong vườn của mình. Chia nhỏ bữa ăn ra theo cách Willow Farm đang làm sẽ giúp cho cái cây mít mẹ cũng khỏe, trái mít, lứa trái mít này cũng ngon lành. Và cái quan trọng là làm bông nối tiếp một cách nhanh chóng, không cần cây mẹ có thời gian nghỉ luôn nha quý bà con. Tại vì trong cái bộ sản phẩm dinh dưỡng này đã có dinh dưỡng riêng cho cây mẹ luôn rồi bà con nhé. Rồi cụ thể nó là như thế nào, Hoàng Anh xin phép mời quý bà con chúng ta Hoàng Anh xin phép mời quý bà con chúng ta cùng nhau xem xét ở đây với Hoàng Anh ha. Rồi đây cái sổ nuôi trái mít đây. Bình thường là bà con chúng ta sẽ thấy có cái sô 10kg và cái sô 20kg. Hai sô 20kg, hồi xưa cái sô nuôi trái mít nó đã rất ngon rồi. Và cái công thức đó Hằng Anh nâng cấp lên để giúp tạo ra một cái nguồn sản phẩm như thế này. Và ở trong mỗi một cái sô như vậy, Hằng Anh sẽ là đóng thành những cái bịch 2kg như vậy để quý bà con chúng ta ha dễ dàng sử dụng. Một cái bịch 2kg vậy bà con chúng ta pha được 1.000-1.500 lít nước và 7-10 ngày bà con chúng ta tưới một lần giúp dùng Hằng Anh nha. Đây là dạng dinh dưỡng dễ tan, dễ hấp thu và hấp thu hoàn toàn nha quý bà con. Ở trong sản phẩm dinh dưỡng thúc trái thần tốc này, công thức nâng cao này á là có sẵn axit amin, axit fulvic, rồi thêm NPK chiết xuất từ hữu cơ nha bà con, không phải là tự hóa học nha. Rồi á là trung vi lượng, hàm lượng cao vi sinh, rong biển, tảo biển và 17 loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể của cây để giúp cho cây mẹ vừa trưởng thành và nuôi được đàn con của mình thật là ngon nghẻ theo ý của bà con chúng ta mong muốn luôn nha. Giãn nở bề ngang và phát triển chiều dọc, tránh tình trạng tớp đầu, làm cho màu sắc trái tươi tắn sáng sủa. Cái quan trọng nhất là ở đây chúng ta không cần phải bổ sung thêm NPK hóa học, NPK vô cơ. Tại khi mà con chúng ta bổ sung thêm NPK hóa học vô cơ và con chúng ta sợ là cái xô nó không đủ dinh dưỡng đúng không? Còn cái khúc tái thần tốc Willow Farm thì nó đã đủ dinh dưỡng rồi. Nên bà con chúng ta không có cần phải sợ nữa nha. Nhiêu đây thôi là đủ im rồi nha bà con nha. Ha bà con ha. Ok. Rồi, ở trong 7-10 ngày bà con chúng ta rải, bà con tưới một lần. Và đây là dinh dưỡng dạng công thức nano. Tức bà con chúng ta tưởng tượng bình thường bà con chúng ta ăn cơm thì bà con có nguyên cái hộp đúng không? Còn ở dạng công thức nano là nó rất là nhỏ, rễ rất là dễ hấp thu, rất dễ tiếp cận. Và đặc biệt là trong này Hằng Anh có phối sẵn cái kích rễ từ hữu cơ luôn, để giúp cho cái cây của mình rễ khỏe và nó hấp thu dinh dưỡng cao ở trong cái thúc trái thần tốc Willow Farm thiệt là nhanh. Một số câu hỏi đặt ra cho Hoàng Anh là Hoàng Anh đang nuôi trái mà Hoàng Anh để kích rễ trong đó thì làm sao mà lỡ cây nó đi đọt sao? Thật sự cây mít đã có nước thôi nó cũng đã đi đọt rồi quý bà con. Nhưng mà cái dinh dưỡng trong này bà con thấy hồi nãy Hoàng Anh có phối trộn thêm NPK dạng hữu cơ ở trong này quý bà con, và ba số bằng nhau nha quý bà con. Nên là nó sẽ hạn chế cái việc đi đọt của cái cây mít mẹ mà đang trong giai đoạn nuôi trái nha quý bà con nha. Rất là đơn giản như vậy thôi quý bà con thân mến của Hoàng Anh ơi. Vậy thì là khi bà con chúng ta xài cái bạn thuốc trái thần tốc này, bà con chúng ta nên phối thêm 3 lần rải hắc kim nano. Tức là khi cái trái mít mình nó đang sổ nhụy hết quý bà con, thì bà con chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tưới cái bạn thuốc trái thần tốc nha. Một xô thế này bà con chúng ta pha dùm Hoàng Anh là 5.000-7.500 lít nước, 7-10 ngày bà con tưới một lần. Rồi khi bắt đầu tháng thứ 2 của quá trình nuôi trái mít á, thì bà con chúng ta rải cho mỗi cây như vậy là 150g-200g hắc kim nano.
Và ngày hôm rồi con rải và con chúng ta có thể tưới luôn cái thuốc trái thần tốc Willow Farm cho cái cây luôn cũng được. Rồi sau đó chúng ta đang xen, chúng ta tưới, vẫn tưới tiếp tục thuốc trái thần tốc Willow Farm cứ định kỳ vậy và không cần phối trộn thêm gì cả nha quý bà con. Và đầu tháng thứ 3 bà con rải thêm lần H Kim Nano, đầu tháng thứ 4 bà con rải thêm lần H Kim Nano là coi như là chúng ta tới thu luôn rồi. Và cái thuốc trái thần tốc Willow Farm thì bà con chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta tưới 7 ngày tới 10 ngày một lần, giúp dù Hoàng Anh chúng ta chia nhỏ bữa ăn ra như vậy. Cây của mình á, nó hấp thu dinh dưỡng từ từ, bình tĩnh hấp thu, và đặc biệt cái rễ nó khỏe, nó hấp thu toàn bộ 100%, không có bị lãng phí cái nguồn dinh dưỡng mà bà con chúng ta tưới vào. Nhưng mà con chúng ta rải phân NPK và thầy con thấy cái trái nó sẽ lớn rất là nhanh, rất là phì đúng không, bởi NPK vô cơ đó. Nhưng mà con chúng ta để ý đi, cái trái của mình nó sẽ không có được tròn lắm, tại vì nó bị thiếu dinh dưỡng, nó mất cân bằng dinh dưỡng nha quý bà con. Nó thiếu vitamin nè, thiếu khoáng chất nè nhá bà con nhá, thiếu chất xơ nè, và không có cái độ làm mát. Và đồng thời khi bà con chúng ta đi phân hóa học nhiều á, nó dễ dẫn tới cái tình trạng là pH đất bị tuột. Mà đây pH đất bị tuột đối với cái quá trình mà nuôi trái mít á, là bà con chúng ta sẽ thấy là mít nó sẽ dễ bị gì bà con, thối trái nè, nó dễ bị bệnh nè, rồi cây nó dễ bị gì bà con, dễ bị nứt thân xì mũ nha quý bà con nha. Và ngoài ra thì là bà con thấy là cây mẹ nó khó quay trở lại nha, nó khó quay trở lại để làm bông làm trái theo cái chu kỳ tiếp theo được. Nên là thằng anh khi mà anh làm cái dinh dưỡng để nuôi trái thúc cho cái trái mít của mình lớn mau á, thì thằng anh lại không sử dụng phân hóa học như bà con. Đó là lý do sao thằng anh sau khi mà sản xuất, nghiên cứu và sản xuất đưa ra thị trường cái bản thúc trái thần tốc Willow Farm, thì là thằng anh đã chia sẻ với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu rằng giờ em không có muốn là nhà nông của Willow Farm là sử dụng NPK nữa. Nên là ở trong cái show này làm sao để mà mình tuyệt đối là không sử dụng NPK vô cơ mà vẫn có thể giúp cho cái trái mít nó lớn phây phây và cây mẹ cũng rất là khỏe luôn và tái tục nhanh trong quá trình mà làm bông làm trái trở lại. Thì khi đó thì các anh em đã bàn với nhau và phối NPK dạng hữu cơ vô ở trong cái show thuốc trái thần tốc Willow Farm rồi, nên quý bà con chúng ta yên tâm nha. Vậy thì là để cho cái trái lớn nhanh thì bà con chúng ta nhớ tới cái show thuốc trái thần tốc Willow Farm, cái show nuôi trái mít 20kg đã tốt rồi thì cái show thuốc trái thần tốc Willow Farm này lại còn tốt hơn nữa nha quý bà con. Nên quý bà con chúng ta xài, bà con chúng ta sẽ thấy là mỗi ngày sau mỗi lần tưới á, bà con thấy là nó sẽ lớn rất là nhanh, lớn cực kỳ nhanh luôn nha quý bà con. Và song song bên đó thì bà con chúng ta phải ngừa sơ đen. Song song với đó thì bà con chúng ta phải ngừa sơ đen nha quý bà con bằng siêu yếu giáp plus này, rồi ngừa sâu rầy bằng cái thằng rồng đỏ giúp dùng Hoàng Anh ha bà con ha, bằng cái thằng rồng đỏ nữa là bà con chúng ta sẽ thấy rất là yên tâm rồi. Còn cái dưỡng trái ở trên thì bà con chúng ta xài siêu lớn trái rồi lên cơm, nên như vậy là đủ rồi. Trong quá trình mà để nuôi một trái mít á, cũng giống như là nuôi một đứa con thì bà con thấy cũng phải cần có đầy đủ cái dinh dưỡng ở dưới rễ, dinh dưỡng ở phía trên trái, rồi ngăn ngừa những cái tác nhân gây hại như côn trùng, nấm bệnh, đồ này kia vân vân, để từ đó giúp cho cái trái của mình nó khỏe và nó không có bị một số cái vấn đề như là bị sơ đen, rồi bị thối trái, rồi bị mốp đầu đồ này kia, là coi như là trái của mình nó sẽ đạt nha quý bà con. Còn khi bà con chúng ta sử dụng thức trái thần tốc Willow Farm thì chắc chắn trái trên vườn quý bà con chúng ta sẽ lớn phay phay rồi, nên bà con chúng ta yên tâm là sẽ không có bị lọt xuống cái ta dưới 8kg đồ này kia nha quý bà con nha. Còn sơ đen thì cứ nhớ vô Hoàng Anh siêu giáp plus. Còn trong điều kiện thời tiết mưa nhiều thì thêm cộng thêm chống mít sơ đen. Dưỡng trái thì bà con chúng ta dưỡng trái thường xuyên và đặc biệt là nhớ quản lý cái phần cơ đọt giúp cho Hoàng Anh. Cái phần cơ đọt mà khi mà trái từ 3kg trở lên mà đi nhẹ nhẹ một cặp lá như vậy á thì không sao hết, nhưng nếu nó đi hai cặp lá thì bà con chúng ta bắt buộc giúp cho Hoàng Anh làm sao quý bà con, phải sử dụng già lá nhanh với thiên hương để hãm nó lại giúp dùng Hoàng Anh ha. Như vậy thì nó sẽ an toàn hơn, nó không có bị cạnh tranh dinh dưỡng, thì những cái trái của ta chúng ta nó sẽ lớn rất là đẹp và nó không bị tóp đầu như quý bà con nha. Đơn giản, dễ dàng, dễ sử dụng, không cần phối trộn gì hết. Đó là cái tính năng của bạn thúc trái thần tốc Willow Farm ha. Rồi mấy cái bịch nhỏ nhỏ về bà con xài dễ dữ lắm, và nhiều quý bà con chúng ta xài hay là tuốt cái bịch xong rồi bỏ theo Hoàng Anh nha. Sau khi xài rồi á, bà con bỏ nước vô trong cái bịch xúc rồi mà con ta đổ vô ở trong cái xô hoặc là ở trong cái bình mà con ta đang phối luôn. Trời ơi, dinh dưỡng này rất là giàu dinh dưỡng bà con nha. Bà con lưu ý giúp dù Hoàng Anh nha. Rồi bây giờ nếu mà muốn trái lớn nhanh, muốn thúc trái cho nó lớn phay phay phay, trái đạt loại 1 thì hãy nhớ tới thúc trái thần tốc Willow Farm giúp dù Hoàng Anh nha, và H Kim Nano quý bà con nhé. Hoàng Anh là trợ lý của bà con chúng ta. Nếu mà giám đốc nhà nông có bất kỳ câu hỏi gì hãy comment bên dưới để Hoàng Anh có thể nhanh chóng trả lời cho quý bà con chúng ta. Từ đó giúp quý bà con chúng ta đỡ rối rắm, đỡ lo lắng và có một cái phương pháp canh tác hiệu quả. Quan trọng là lúc này là lúc gây go, gây cấn và tiền nhiều tiền ít là khúc này nè. Cố gắng lên bà con nha. Hoàng Anh cảm ơn và hẹn gặp lại.